buổi chiều mát mẻ, mọi người đi ra ngồi quá chừng luôn. Hôm nay buổi giờ mưa, chỉ có hôm nay là trời nắng thôi, cho nên là mọi người đi ra ngồi chứ bây giờ dẫn hai em nhỏ đi ăn kem. Trời mát nhưng mà cũng lạnh á. Ở đứng ở dưới nắng nó mới ấm, còn đứng ở dưới cái bóng nó lạnh. Bởi vì có 12 độ. Mọi người đi ra ngồi đông, đông vui. Cô chú anh chị giờ này cổ động quá chừng luôn. Mất xin mẹ ngồi. Mới đi ra ngồi giờ bây giờ cổ động quá chừng luôn. Mất chết. Mỗi lần có cổ động là mình có thể kiểm tra online á, là như thế tại sao lại có cổ động, họ sẽ đưa cái nguyên nhân á. Bây giờ anh mắc sẽ kiểm tra chứ vậy ơi. Thời tiết bên ngoài nè. Thời tiết bên ngoài bây giờ gần mấy giờ? 7 giờ mấy 8 giờ nhưng mà còn sáng quá chừng luôn nè. Tại vì thời buổi bây giờ chuẩn bị chuyển qua chuẩn bị mùa xuân rồi á. Cổ động gì á. Các bạn, hôm nay mình sẽ nấu cái món này rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình luộc trước nha. Cái này là cái hoàng thánh của chú chị. Hoàng thánh đó mà theo kiểu nước ren á, người ta làm sẵn ở siêu thị người ta bán nè. Cái loại rất là tươi, rất là ngon. Mà bên trong là phô mai. Đó, mình mua loại phô mai nha. Thì mình mở cho đây mình luộc. Mở cho đây luộc. Loại tươi trong siêu thị người ta bán nè, người ta tự làm á. Cái vỏ bánh cũng rất là dai nha. Cái vỏ bánh dai xong rồi họ làm ngon á. Đó, hôm nay mình sẽ mua. Đây là xương ở Ukraine, nó đi siêu thị sẽ đi qua ngay cái gian hàng mà người ta bán xương. Thì xương đây người ta mua về cho chó ăn không mà cô chú vậy à. Đó, chắc cuốn yêu ăn á. Nhưng mà mình mua về mình nấu súp ăn. Giống như là cái món cái son súp này cũng như là không đồng luôn cô chú chị. Tự rất là rẻ. Một cái nồi xương như thế này luôn nè. Không còn nữa, nhưng mà mình chỉ nấu cái một khoảng 7% thôi á. Chỉ có tiền Việt mình có 2.000 tiền Việt mình thôi. Thì tính ra tiền có mấy sen này của chú anh chị rất là rẻ. Mà cái sườn xương có rất là nhiều thịt này, như vậy có thịt này. Mà sườn xương rất là tươi ngon luôn đó. Đó thì bây giờ mình hầm cho ngon lên này, mình bỏ cà rốt vô. Cái nước hầm này xương rất là nhiều nhưng mà làm ít nước á, cho nên là cái nước nó nhìn nó đặc á, chứ không phải nó bị đục nước như vậy. Thì bây giờ mình sẽ luộc cái này cho nó chín. Để ngồi ra thì mình sẽ chiên hành nữa nè, chiên hành phi. Chiên hành phi để lên trên ăn cho nó thơm. Đó, hôm nay mình làm món ăn rất là đơn giản. Luộc xong rồi luộc rất là nhanh, luộc trong vòng vài phút rồi. Giờ mình sẽ cho hành vô nè. Bây giờ mình sẽ cho xương. Mình sẽ cho xương vô. Chỉ có người Việt mình đi chợ về nấu xương kiểu này. Chứ người Ukraine mình thấy đi chợ thì người ta mua. Ta cho con chó ở nhà ta. Có thịt giò nè cô chú anh chị. Thịt đó mà cũng có giò trong đó nữa. Rồi có xương ống nó trong một cái bị, một cái phần của nó á, là có xương ống nữa. Rất là nhiều nha. Vô đây. Xương
nữa. Mình sẽ cho vô đây hành phi, cái này là hành màu tím phi chứ không có bị cháy mọi người chứ chị, tại vì nhìn không phải màu thể cháy đâu nha, màu vàng á. Bỏ lên. Tiêu. Nhưng mà được một tô súp nè. Rất là hấp dẫn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào các bạn. Chị Mai cô nó lấy nhiều nó ngầu quá chút xíu rồi cô chú à. Thôi con à, ăn nhâm nhâm. Con nói như vậy con ăn. Hôm nay nhà con ăn gì con giới thiệu ấy. Chị chào. Hôm nay nhà con ăn gì? Là súp. Gì nữa? Yên cơm. Sướng. Sướng. Bên men nè. Hạt cảo. Bên men nè. Có. Cô là cốt. Ủa? Mũ con heo cắt. Cô con có mũ chưa? Hôm nay là lý do tiếp tập mình không quay video quá. Ok, có muỗng rồi con ơi. Chim ca ăn hay con? Ok, hấp nóng rồi ăn đi. Ăn thì nó cảm nghĩ hôm nay súp today súp chip rồi. Chip súp. Má. Chip. Chip. Hôm nay con muốn súp. Hôm nay con muốn I want only rich. What what? I want only rich soup. You want this soup? What this soup? Let's keep money. Tiết kiệm tiền mình lại tới ngày xưa sao con? Hôm nay là con ăn một súp với bên men ý. Thớt bò thịt heo sơn heo sơn heo với cà rốt nè sơn bò uống chút rồi uống súp đi con. Ui. À, nóng không được. Mình lấy nước. Sắp lấy muỗng hấp nha con, chứ không phải lấy lô cạnh đưa nước kia uống con. Rồi giúp cho đây con. Mỗi lần mình đi siêu thị á, là mình lúc nào mình cũng phải ghé qua cái gian hàng mà bán xương cho chó. Xong rồi lựa những cái loại cái phần thịt, những cái bị xương mà có nhiều thịt á. Okay. Mà người ta bán nhiều lắm mình không mua để ăn hết được. Cái này bài cho mười à? Tại vì thịt không phải thịt ăn mất luôn thịt bảo nắm cho con nắm một năm mà bên men gì với sữa creepy với sữa bám với sữa bì Anna, 50 for Ukraine, 50 English. The грибами. The with the. 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 Ở cái siêu thị người ta bán một ngày người ta phi lê rất là nhiều con heo con gà ta có một cái hệ thống bếp người ta phi lê rất là nhiều luôn, người ta lấy cái thịt ra hết xong còn dư cái xương người ta chặt nhỏ ra cái người ta phân vô trong cái bị á, giống như là cái giá rất là rẻ giống như là cho vậy á, nhưng mà người ta sẽ không có để giá không đồng mà người ta sẽ để cái giá vài sen là có chút xíu tiền đó. Xong rồi mọi người cứ nhà có chó
thì xách cái đó giờ cho chó gặm. Còn người Việt của mình thì thấy cái xương này vừa vẻ thì chợ ngon nữa, nấu súp rồi nó ngon hơn là mua thịt. Chứ là mua dời hầm súp ngon mắt. Chị Mai húp súp với con, lấy cái muỗng húp súp, cái muỗng múc súp húp. Mẹ đây không có thịt. Hôm nay là mình ăn cái nước cốt 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 thịt đó con, xương cốt của mình húp vô trong cái súp là ăn nó tốt. Được không? Thở cái nào? Gặm. Nóng từ từ ăn sao con? Thế nay em đang mua con này nhé. Thì sao con con? Con con em, con con mấy nhỉ? Con này, con này mua con con. Muốn nói lúc luôn mà nó không ai hiểu hết, là tội em có chân đổi ý sức của em mà luôn cả. Luôn cả lấy chén sức của em để xích vô bên trong một chút cho con. Đúng rồi, chỉ mang vui. Tao ăn xong, chừng nào ăn sức thì lấy ra húp nha con. So after we'll be wash more. Just be clean. Потім будем дивитись фільм, да? Потім. Ăn xong rồi. Потім. Sau đó coi phim thôi con ha. Mình thấy cuộc sống của người Ukraine á là hầu như là không có đi ăn ở bên ngoài nhiều của chú anh chị. Đi làm xong cái đi về nhà ăn cơm gia đình xong rồi ở tập trung ở nhà không à. Lâu lâu mới đi ra bên ngoài, tức là lâu lâu đi ra bên ngoài rồi những ngày cuối tuần á, người ta chủ yếu là ngày cuối tuần người ta đi một hai ngày thôi, tùy theo cái thu nhập của mỗi gia đình nữa. Cho nên là mình thấy ở đây người ta bán những cái quán cà phê hoặc là những cái nhà hàng thôi, chứ không có những cái thức ăn đường phố nhiều. Mọi người làm xong đi về nhà ăn cơm gia đình nên là con cái có thời gian với nhau á. Cho nên ở bên ngoài đường phố rồi không có kẹt xe gì nhiều hết á. Nhưng mà sống như vậy nếu mà một gia đình á thì sẽ vui. Còn mà trẻ thì thấy hơi buồn á. Tại vì không có nhiều nơi để đi chơi. Gia đình thì bận rộn quá, ngày con cái thì coi như là cuộc sống một gia đình thì thấy như vậy nó quá không tốt. Mua có no rain, no rain. Không có mưa con ha. Nhưng mà những cái bạn trẻ thì không có nhiều nơi để đi chơi, không có nhiều nơi để tụ tập ăn uống, chỉ là đi chơi nói chuyện là nhiều, chứ không có nhiều nơi để tập trung ăn uống. Mình quan sát mình thấy cuộc sống ở đây nó là vậy. Trời, rõ nhiều. Là hết phim cờ rin sụp. Rin? Rin sụp đó. Bà
покусал? Да, смачно. Манча? Всем манча мне. Кусал мне. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, you too, Nino. Can you apply? Okay, hôm nay video thứ hai. Come on, could you bye xem bye video thứ hai? Bye-bye. 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 Bye-bye.